Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng 7 chỗ, dòng SUV được đánh giá là có nhiều xe bậc nhất thủ đô Hà Nội. Anh chị em thân mến thì đây các bạn nhìn này, chúng tôi mới về cho các bạn một cái mẫu xe thuộc siêu phẩm của cái dòng xe Toyota hay còn gọi là Toyota Land Cruiser các bạn nhá. Toyota Land Cruiser, đây các bạn nhìn này, xe phải nói rằng là cực đẹp các bạn ạ, không thể đẹp hơn được. Siêu phẩm. Xe này được lắp thêm cái bộ phụ kiện cỡ khoảng tầm hơn 100 triệu, bao gồm cái bộ body kit là giống như là cái dòng xe lăng 570 nhập Trung Đông các bạn nhé. Đấy, cái lăng 570 nhập Trung Đông thì nó có giá hàng chục tỷ đồng các bạn ạ. Đấy, có giá hàng chục tỷ đồng, nhưng xe này thì phải nói rằng là cũng có thể tiết kiệm được cho các bạn cỡ khoảng tầm tiền tỷ so với việc các bạn mua một cái xe mới các bạn nhé. Cỡ khoảng tầm tiền tỷ so với việc các bạn mua xe mới. Đấy, các bạn nhìn này, cực kỳ chất luôn các bạn nhé, cực chất luôn. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố. Trong đó xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, cực kỳ chất luôn. Cực chất luôn các bạn nhá, cực đẹp. Đây các bạn nhìn này, không thể đẹp hơn được các bạn ạ. Đây Toyota Land Cruiser. Cốp điện rồi các bạn nhá. Đấy, form mới rồi, là form 2020 các bạn nhá. Form 2020 là có cốp điện rồi các bạn ạ. 2020 cốp điện này. Rồi có đây, mọi thứ nó như mới luôn các bạn, nó mới kinh khủng lắm, bọn tôi cũng chưa. Chúng tôi cũng chưa có dọn rửa gì đâu. Xe chắc là về cũng có dọn rửa rồi đánh bóng lại xe thôi. Chứ còn không phải dọn gì cả, không phải làm gì cả nữa, không phải sơn xi gì luôn. Nó mới mức độ này cơ mà. Cực kỳ mới luôn các bạn nhá. Xe này lắp thêm phụ kiện thì nhiều lắm rồi. Đây, hai màn hình gối đầu này, hai màn hình gối đầu này, hai màn hình gối đầu các bạn nhá. Thực chất hai màn hình gối đầu luôn. Đấy. Con này thì phải nói rằng là form mới, đã được trang bị ghế, nhớ ghế các bạn nhá. Rồi, chúng ta có cửa sổ trời. Đây có cửa sổ trời các bạn nhá. Cửa sổ trời. Bên cạnh đó thì rất nhiều những cái tính năng công nghệ. Đây, GSCA này, hộp lạnh này, vô chế độ bò đường này, làm mát ghế, sấy ghế đầy đủ hết các bạn nhá. Cruise control, engine start top rồi. Đấy, màn hình tích hợp Android Auto, mặt mưa tự động đầy đủ hết các bạn nhá. Đấy, màn hình gối đầu đầy đủ hết các bạn ạ, không thiếu gì cả. Con này nó kinh khủng khiếp rồi. Đấy, con này thì chỉ có tầm bộ trưởng, thứ trưởng rồi tổng giám đốc các tập đoàn. Đấy, như tập đoàn Viettel chẳng hạn, rồi một số những cái tổng giám đốc các tập đoàn lớn của Việt Nam, họ thông thường họ thường đi dòng xe này nhá. Con này nếu các bạn mua xe mới năm 2021 thì có giá không dưới 5 tỷ đồng. Không dưới 5 tỷ đồng lăn bánh, nhưng xe này chúng tôi đang chào bán có 4 tỷ 050 triệu. Tiết kiệm cả 1 tỷ bạc so với việc các bạn mua xe mới các bạn nhá. Tiết kiệm 1 tỷ bạc. Đấy, 4 tỷ 050 triệu thôi. Các bạn nào mà có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì cứ đến trực tiếp tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.